Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công Thương được Chính phủ giao quản lý nhà nước trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xuất nhập khẩu hàng hóa là những lĩnh vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, Bộ đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực xử lý từng bước kiểm soát các nguồn thải, trong đó các ngành công nghiệp có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Theo Cục An toàn và Môi trường Công nghiệp Bộ Công Thương, kế hoạch bảo vệ môi trường ngành công thương giai đoạn 2020-2025 theo quyết định số 1375 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra cho ngành công thương những mục tiêu cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường như hoàn thiện và ban hành các quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ thuật về quản lý khí thải, chất thải rắn và nước thải theo hướng tái chế, tái sử dụng chất thải, sử dụng hiệu quả các loại tài nguyên và bảo vệ môi trường phù hợp với thực tiễn trong một số loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và một số hoạt động thương mại. Tiến tới 70-90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ban hành chính sách quy định kiểm soát, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và 100% các doanh nghiệp ngành công thương được tập huấn, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường. Đến năm hết năm 2021 thì Bộ Công Thương đã hoàn thành điều tra và các cái nguồn thải phát sinh trong các cái lĩnh vực mà có sản xuất mà có nguy cơ phát thải và nguy cơ ô nhiễm cao như là hóa chất, phân bón, thép, nhiệt điện, rồi cũng như là thuộc da, rồi là da dày, gốm sứ, thủy tinh. Hoạt động nữa là cái định kỳ mà hàng năm thì cũng tham mưu cho Bộ là tổ chức các cái đoàn kiểm tra để chấp hành các cái quy định về bảo vệ môi trường tại cơ sở sản xuất kinh doanh của ngành công thương. Và đặc biệt là kiểm tra đối với những cái cơ sở mà có nguy cơ cao về gây nguy cơ cao và gây ô nhiễm về môi trường như là nhiệt điện, rồi là khai thác khoáng sản, hóa chất. Bên cạnh các giải pháp đưa ra để bảo vệ môi trường, Bộ Công Thương còn tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2022. Luật Bảo vệ môi trường mới này phản ánh sự thay đổi mạnh mẽ trong tư duy quản lý môi trường, có nhiều cập nhật theo hướng hiện đại, đặc biệt có những điểm mới mang tính đột phá như đối với giấy phép môi trường, quản lý chất thải, thu phí theo khối lượng xả ra, hay một số nội dung mới như kinh tế tuần hoàn, phát triển các ngành công nghiệp môi trường, dịch vụ thân thiện môi trường, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên. Ngành công thương với đặc thù sản xuất công nghiệp và thương mại góp phần không nhỏ vào phát triển nền kinh tế. Các doanh nghiệp thuộc ngành đóng vai trò quan trọng trong việc xanh hóa nền công nghiệp, xây dựng nền kinh tế xanh phát triển bền vững. Để phát triển sản xuất bền vững thì từ lâu Vico đã liên tục cải tiến về công nghệ, thiết bị, về dây chuyền và đặc biệt là về vấn đề môi trường. Thì ngày hôm nay về khí thải là chúng tôi đầu tư rất nhiều tỷ đồng để xử lý là khí thải là khi thải ra ngoài rời là đạt tiêu chuẩn của nhà nước Việt Nam. Về mặt nguyên liệu đốt thì Vico ngày hôm nay đương có những cải tiến là chúng tôi bắt đầu chuyển dần từ than sang là đốt bằng viên củi nén. Thì đây là cái sản xuất mà tôi đánh giá là sạch nhất hiện nay. Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn phát triển kinh tế toàn cầu như hiện nay, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là EVFTA, CPTPP bắt đầu có hiệu lực, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải có những bước đi bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, gắn liền với bảo vệ môi trường. Có như vậy mới có thể cạnh tranh vươn tầm quốc gia, đưa các sản phẩm công nghệ của Việt Nam phát triển ra thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, các doanh nghiệp phải nhìn nhận, thay đổi chiến lược phát triển của mình, xác định phát triển kinh tế phải đảm bảo không làm phương hại đến môi trường, hướng tới một nền kinh tế xanh, sạch, nền kinh tế tuần hoàn để phát triển bền vững.